Bình xin kính chào quý vị khán giả. Mời quý vị cùng theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Theo Đài khí tượng thủy văn Tây Ninh cho biết, thời tiết khu vực Đông Nam Bộ và tỉnh Tây Ninh hôm nay và ngày mai, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm nay và chiều mai có mưa rào và dông, rải rác mưa vừa mưa to, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 24 đến 35 độ C. Sau đây là thời tiết các khu vực trong tỉnh. Khu vực phía Bắc tỉnh Tây Ninh, huyện Tân Biên và Tân Châu, mây thay đổi đến nhiều mây chiều mai có mưa rào và dông, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ dao động trong khoảng từ 24 đến 34 độ C, độ ẩm 94%. Khu vực phía Nam tỉnh Tây Ninh, huyện Bến Cầu, Cò Dầu và thị xã Trảng Bàng, mai thay đổi đến nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào, có mưa vừa và dông, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ dao động trong khoảng từ 25 cho đến 35 độ C, độ ẩm 92%. Khu vực phía đông tỉnh Tây Ninh, huyện Dương Minh Châu, mây thay đổi đến nhiều mây. Đêm nay có mưa nhỏ, chiều tối mai có mưa rào và dông, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ cho động trong khoảng từ 24 cho đến 34 độ C, độ ẩm 91%. Khu vực phía Tây tỉnh Tây Ninh, huyện Châu Thành. Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm nay và chiều mai có mưa, mưa rào, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ cho động trong khoảng từ 25 cho đến 35 độ C, độ ẩm 93%. Khu vực thành phố Tây Ninh và thị xã Hòa Thành mây thay đổi đến nhiều mây. Đêm nay có mưa nhỏ, chiều tối mai có mưa rào và dông, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ dao động trong khoảng từ 24 đến 35 độ C, độ ẩm 93%. Cảnh báo, mưa dông kèm theo nguy cơ cao xảy ra gió giật mạnh, lốc, xét, cây cối gãy đổ gây nguy hiểm cho người dân. Đồng thời, mưa lớn có khả năng gây ngập vùng trũng, thấp, đô thị, gây ảnh hưởng đến sinh hoạt và đi lại. Mực nước cao nhất tại Gò Dầu, sông Vàm, Cỏ Đông từ 0,45 đến 0,50 m. Và sau đây là thông tin thời tiết chi tiết của các huyện thị thành phố trong đêm nay và ngày mai. Thưa quý vị khán giả, hơn 9.000 tỷ đồng là mức đầu tư dành cho gói thầu số 12, xây dựng và lắp đặt thiết bị nhà ga T3 Tân Sơn Nhất. Đây là thông tin từ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ICV cung cấp. Dự án sẽ khởi công vào cuối tháng 8 năm 2023 sau khi chọn được nhà thầu đủ điều kiện, sau 4 tháng nhận hồ sơ và đánh giá nhà thầu. Đây là gói thầu lớn nhất của dự án T3. Nhiều doanh nghiệp hàng không, hành khách kỳ vọng sẽ sớm thoát cảnh kẹt trên trời dưới đất khi nhà ga mới công suất 20 triệu khách một năm đi vào hoạt động. Trước đó, từ tháng 4 năm 2023, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ICV đã tổ chức mời thầu công khai, nhưng thời gian đầu chỉ có một liên doanh nhà thầu tham gia. Sau khi được gia hạn, gói thầu đã nhận được hai đơn vị liên danh nộp hồ sơ. Kết quả mở thầu cho thấy, liên doanh 6 tổng công ty, gồm Tổng công ty Cổ phần xây dựng Hà Nội, Tổng công ty Cổ phần xây dựng số 1, Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng, Tổng công ty xây dựng Trường Sơn, Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Recons và công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Lương Nguyễn đáp ứng yêu cầu về hồ sơ năng lực kỹ thuật, trúng thầu với giá bỏ thầu thấp hơn giá công bố hàng chục tỷ đồng. Công tác chọn thầu được đảm bảo chặt chẽ giữa các bên liên quan, đầy đủ pháp lý. Trường hợp có những kiến nghị vướng mắc giữa các nhà thầu vẫn được chủ đầu tư tiếp thu giải đáp. Trong nguyên tắc của liên doanh, cần có sự thống nhất chung giữa các thành viên liên doanh. Đây là công trình trọng điểm quốc gia, dự án cấp bách, giải cứu tân sự nhất. Khi chốt được nhà thầu, công việc xúc tiến nhanh, đảm bảo tiến độ chung. Trước đó, khi tham dự lễ khởi công dự án T3 Tân Sơn Nhất vào tháng 12 năm 2022, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chỉ đạo chủ đầu tư phải quyết liệt đảm bảo dự án đúng tiến độ, không được đổi vốn. Hàng loạt hạng mục triển khai dự án được Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ICV triển khai gấp rút, kịp mục tiêu đưa nhà ga T3 công suất 20 triệu khách một năm vào khai thác năm 2025, nâng tổng công suất của sân bay Tân Sơn Nhất lên 50 triệu khách một năm. Theo các chuyên gia hàng không, Dự án mở rộng nhà ga T3 Tân Sơn Nhất cần được thúc đẩy quyết liệt để nhanh chóng đưa vào khai thác đúng tiến độ. Càng chậm ngày nào, sân bay Tân Sơn Nhất càng quá tải do số lượng hành khách đi lại bằng hàng không ngày càng tăng. Do đó, việc đầu tư dự án mở rộng nhà ga T3 Tân Sơn Nhất là rất cần thiết, nhưng các đơn vị tham gia phải đảm bảo dự án đúng tiến độ. Quý vị khán giả thân mến, bản tin dự báo thời tiết hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.